Ok, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại sẽ cùng chơi The Go of Tsushima. Ok, mình đã chơi tiếp đoạn lần trước là chúng ta đi giải cứu cái anh Ok, tìm được một cái anh nó kiểu đầu mối. Ui, kè lốt nhanh thế à? Mình tưởng là mình phải ngồi đợi mấy mấy phút. Nói chung là mình biết là cái đầu mối của cái anh gì nhỉ? Là anh trai của cái cô gì đấy mình chẳng nhớ tên, nhưng mà cái cô đấy đã cứu mình. Chúng ta sẽ giải cứu anh, nói chung là cái nghề của anh, cái anh thợ rèn này. Đây là con cáo á. Như là phóc đen. Đền cáo. Cái phóc đen là đền cái gì nhỉ? Như là hay là mình phải đi theo nó nhỉ? Anh có thể bỏ kiếm đi không? Anh nhìn nghiêm túc quá. Mình có thể mình đi theo, đi lên ngựa và cho nó có vẻ đó đi hiệu quả hơn nhỉ? Cho mình nghĩ là mình phải đi theo nó đấy. Ủa, nhảy vô đây á? Quá tệ này. Phải đùa anh à? Mình phải đi ra ông thầy này. Đi tìm sensei. Tìm sếp nếu mà mình nhớ, nếu nếu mà mình đoán đoán không nhầm thì là ông này là ông thầy dạy mình, thầy dạy võ công hay là gì đấy. Nói chung là coi nó bảo mình phải qua bên bè bờ kia. Đen đen nó rất là nhiều cỏ ấy, này mình con kia đâu ấy nhỉ? Hình như là cái đền nó ngay giữa. Thì nó bảo mình ngay giữa. R2 là để trèo xuống. Khấn đền của cáo. Tìm được cái đền Inari. The New Charm Slot. Có hai phép nhỉ? À, bây giờ mình có thể equip charm à? Empty charm, charm grand pick, earn them by honoring Shinto shrine and complete the tale of the Tsushima. Nên là nó kiểu mấy cái thử thách này chạy qua ra nhỉ? Empty charm grand pick. Bây giờ mình có, hình như mình chưa có charm đâu nhỉ. Gear này. Nên làm băng đầu như ở băng tang nhỉ. Ok, dù có thì cũng còn hơn nhỉ. Là mặt nạ kính nhỉ. Đây là sáo. Can change the weather. À, cái này là cái sáo để nó gọi cái ấy ra. Gọi gió. Bây giờ là nó như nào? Pet à? Đây là có được cái gì hot không? Mình phải đi ra hướng này ra nhỉ? Ngựa đâu ra nhanh đấy. Good horse, good horses. Ôi, gấu gì đấy? Gấu à? Hay là lợn rừng à? Mày ra đây. Mày ra đây. Là dao rồi này.
Mới rút cái bò rút rút đi kiếm đấy cả nhỉ, hay nó tự động nó ấy. Đang còn 670 mét. Chỗ này xe đổ à? Ô, làng. Đợi chút. Đây có supply này. Chắc cái supply này nó cũng kiểu kiểu như là tính như là tiền đấy nhỉ. Nên là ví dụ là chúng ta đang từ cái chỗ mà là loading screen ấy. Nhìn mà cái bộ da rất là đẹp luôn, nhưng mà và đây tự nhiên mặc cái này như kiểu như là hơi bị thất vọng một tí ấy. Mặc cái quần áo rẻ rách này. Bọn này giấu gì? Đưa anh vào anh xem này. Anh vào anh xét khám đầu. À bọn em nó biết mình mà. I went to see where they were and found the most beautiful place. I sat and stared, lost track of time. We all need inspiration these days. During times of conflict, warriors would visit such places and write haiku. I heard the art of haiku prepares the mind and body for battle. Is it true, my lord? Is it true, my lord? But you don't have to be a warrior to benefit from poetry. Mình không biết là cái này là nói thế này. Ở trong nhà này không bật đèn này. Có gì hot không? Nó bảo là ở trên có mấy cái bọn chim nó bay xung quanh. Okay, anyway là mình vẫn phải đi cái hướng này. Quay mày ngựa mày. Này con này nhanh phết này. Hình như là về cơ bản là chúng ta vẫn phải đi lên núi mà. Mình chúng ta đang đi lên núi. Mình cảm thấy như mình đi sai hướng này. Này phải đi lên này mà được. Ui rồi, có hàng này. Ấu mái cả. Mình sẽ đi gặp ông thầy để mình học mấy cái technique đấy. Rồi chúng ta làm gì là. Này như là cái kiểu là rạng sáng nhỉ. Chỗ này có gì không? Supply, cung. Nếu mà cái game này mà là trên được lên được PC thì ngon quá nhỉ. Thì là mình có thể chơi được ở cái màn ảnh rộng ấy, cái ultra wide ấy. Nhìn trông nó đẹp hơn bao nhiêu. Mà trên thực tế là game này nó không tệ. Không tệ một tí nào luôn, rất là hay luôn. Rất là đẹp, rất là hay. Đây này, ông Sensei Dozo à. À cái chỗ này là đây là cái chỗ trường võ của ông thầy này. There was a struggle here. Better look around. Dried blood. The fight wasn't recent. Mẹ đừng bảo ông ấy ông chết nhé. Lò võ của anh. Someone was wounded. Remove the arrow. Đây là anh này, đây là bị bắn đấy. Nên làm chi tiết thật đấy. Nên là anh này có view rất là đẹp luôn. Ông thầy này gói chung là bị bắn ấy, do nên là cái dấu chân này. Bloody footprints. The victim or the attacker. Maybe the sensei is in his house. The verify the sensei Ishikawa. Đây là cái vết máu này. Cái này là nó không tracking kiểu như cái trò Horizon Zero Dawn này. Sensei. À ông này. Don't move. Sensei Ishikawa. Lord Sakai's boy.
You survived, Komura. We could have used your bone. I was on my way when bandits attacked me. Are you expecting them to return? A samurai is never caught by surprise. Tori. I'm sorry about Lord Shimura. Nhà samurai như thành ấy. He's a good man. He's alive. Taken captive by the Mongols. Then there's hope. That's why I've come. Help me save him. I can't. My student is missing. A skilled watcher. Học trò của tôi đi mất tích. I will help you look. Then you can both help me free Lord Shimura. Mẹ nghiêm túc luôn. Bây giờ tôi phải đi ba mẹ quá giang bao nhiêu chỗ ấy, thì tôi mày đây. Nên là đến lúc mà cứu được cái ông Shimura chết mẹ này. Câu chuyện của Sensei Ishikawa. Nên là đúng kiểu là fat quest. Who else made it out of Komuda? No one knows. Are there any others who can fight back? Besides us? I don't know yet. You'd better find out quickly. We can't free your uncle by ourselves. Là anh không thể đi khi mà chúng ta chưa giải cứu được học trò của ông này. Rồi mình nghĩ là học trò của ông này lại có quét cho mình luôn. I can help track your student. I need no help tracking Tomoe. 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 A woman. From what clan? No clan. A peasant. But she can outshoot any samurai I know. Thôi. Even you, Sakai. Kiểu học trò riêng của chờ anh ấy là nữ à, kinh quá nha. Bác này quan tâm thế. Không phải là samurai mà dân thường ấy. The last time I saw you was 10 years ago. You came to study with me. You remember? I remember most of the students I reject. Instead you took this Tomoe as your student. You showed promise. Tomoe is a prodigy. Mình là trai, thằng kia là gái. Ok, kiểu con kia là gái. Ôi, chưa gì đã có hàng đấy. Bắt tờ ép đấy. Ui. Ui. Ôi, nó chém thầy của ta. Bắn này còn mẹ bắn đây à? Đi mày chứ. They fought well enough at Komoda. Even Tanuki can catch a tiger when it's sleeping. Tanuki. Tanuki thì còn chồn này. Tanuki như là con chồn Nhật đấy. Must picks up here. Come. Dấu chân. The Mongols took Fort Nakayama. Kiểu là anh này người mua được kiểu học sơ sinh nữ của thầy. Rất là rõ. Trong cái bao nhiêu cái dấu chân là chỉ phát hiện được mỗi cái dấu chân này nó rất hay. Something happened here. An ambush. Look around. À, để chúng ta điều tra. Left uneaten. The attack was sudden. Gạo chưa ăn à? Cơm chưa ăn à? Cơm hay thành cháo rồi, mưa to. Blood. Not much. No one died. One time. A Japanese quiver. A gift. Japanese to my greatest student. I fear the worst. Đây là thầy kết luận như nào? Tomoe would never leave the quiver behind. Unless she was pursued. Or captured. To what end? Ở sau này. Interrogation. Torture. Ocho. Worse. Death. They may be doing the same to Lord Shimura. Fear is a weapon, Sakai. Do not let the Mongols use it against you. Your student. Where would they take her? Fort Nakayama. Thầy cứ để em solo bọn nó. The fort is nearby. À, thế là cái thành lũy lúc nãy mình đi qua. I should have fought at Komoda with you. Better you didn't. You lost enough there. Đây là mình có thể chia. The Mongols fought like animals. Wrong answer. I saw it with my own eyes. An archer's aim relies not on eyes, but on body, mind, and spirit.
Undercover location. Hey, I'm over here. Nói chung là em biết rồi, nhưng mà từ từ em đang có bao việc. Undercover location là đi hướng này à? Là gió đằng kia này. Thầy bình tĩnh tí để em... Ui ôi chết rồi. Đau quá. Trèo lên trên này. À là cái chấm ấy là nó cũng có cái này, survival cam. Thằng bọn trốn kỹ thế. Nghe nói chuyện với chị này. Forgive me, my lord, but you look fatigued. You look fatigued. Have you endured much hardship? You wouldn't believe it if I told you. But yes, I could use a rest. You should visit my sister in Hiroshi Springs. Hiroshi Springs. So she insisted I bathe in the waters. Yeah, tắm ở trong nước nóng. Life returning to my body. Sounds like just what I need. Nên là chị gái của chị này là quản lý cái chỗ tắm hơi xoa bóp. À, tắm nước nóng ấy là mình có thể mình nói chung là nó bảo thế nhưng mà nó không chỉ cho mình cái chỗ nhỉ. Nên là mình không hiểu là bảo là gì. I'm happy to offer my services. Đây là cái common cloth to upgrade a tie earned by completing the tale of the Tsushima. Không to buy for 30 supply. À đúng rồi, cái supply này nó kiểu như tiền ấy. You have my thanks. Để mình xem, mình ghi này. Mình muốn nâng cấp cái này dã man rồi, cái này trông rẻ rách. Mẹ cái ơ thai này trông rẻ rách dã man. Cost này là 250 này. À là chúng ta phải cần 10 cái lim nen này. Okay. Ammo này, lim nen này. Worthy of a samurai. Worthy of a samurai. I hope it helps. Your email. Earned by complete the sale tale of the Tsushima. I need more for that. Mẹ mày tham đấy. Mày nhìn cái ông lãnh chúa mày mặc đồ trông như cái ăn mày là mày đòi cái ác này. Nên là đúng là cái game này là nó không cho mình cái bộ nào tệ hơn được cái bộ. Kiểu là đúng là cái bộ này là cái bộ tệ nhất game luôn. Kiểu ăn mày là nó vá rất là nhiều cái mảnh ví dụ ở trong cái vạt áo ấy, sau ở bên vai này. Nên là đúng đúng là nó cho mình cái bộ tệ nhất trong các bộ tệ luôn. Effective looking swordsman này, heavy attack đi là piercing này. Effective looking swordsman này. Ba cái tam giác à đâu, ba cái tam giác giữ tam giác và giữ L để chém á. Cái này là một số cái combo này. Water Slatan. Cái này là nó đấu với cái bọn cầm khiên này. Ba cái tam giác này. Hậu tam giác, nên tam giác. Fury Strike. Nói chung là nó chém mà móc lên à. Chém móc lên mà chém hai bên để gạt được cái khiên của nó ra. Này nó bảo mình giữ cái R2 này mình không biết. Này. Defeat 3 more Monko to unlock. À cái này là mình chưa ăn lắm à. Đúng là mình phải xem cái này. Chúng ta có một cái dao kiếm thường này và dao dao nhỏ này là cái Sakai Tanto để chúng ta ám sát à. I look forward to hearing of your victories. May Kami protect your path, my lord. Kami. My mother believed Inari is my guardian. Inari. She saw a fox chasing fireflies outside our home Kao. The day I was born. She knew that foxes are Inari's messengers in our world. When you see one, always follow where it leads. I will. Oh, cái này thì mình biết rồi. Cái này thì mình biết rồi. Mình không cần về chị không phải chỉ em. Would you like to see what I have? If you can bring more, it's yours. The warrior shadow. Cái nhuộm mà vải. Chúng ta phải cần hoa, mũ. Farewell. Rất là nhiều style kiểu ăn mày và kiểu kiểu traveler. Sao mấy cái châu này chém được không? Ôi chém được á?
Anh xin lỗi em. Tại mình cái chỗ này là dojo của ông này này. Đây, chúng ta quay lại đi. The Tale of Sensei Ishikawa. Ơ, đi đâu ấy nhỉ? Hướng này à? Ok, quay lại cái quest chính là chúng ta đi giải cứu cái học sinh nữ của ông thầy. Ông ấy không truyền nghề cho mình nhưng mà ông ấy quyết định là ông ấy ưu tiên học sinh nữ. À, cái chỗ này nó có cái chèo này, này. Nó có cái đoạn này mình chạy mẹ đi. Return to the ally. Ở đâu ấy nhỉ? Mình đi nhầm hướng rồi. Ơ tệ em ấy. Hướng ngay trên này đúng không? Này không gọi được ngựa này. Này này này. Ông lại còn vẫy. Này bây giờ ông giỏi thì ông đi mà giải cứu học sinh của ông đi. Kiểu mấy thanh niên xông ra này. Nói như thành ý. Cờ. Cờ này là cái chuyện của cái ta, bọn Sakai này. Stop here. We need to talk. What's wrong, Sensei? This bow was a gift to me from Lord Nago many years ago. It's a beautiful weapon. It's a beautiful weapon, yes. It is. And there's nothing more painful to me than a perfect bow inevitably used. Then it's a good thing you're giving it to me. Who said anything about giving? Prove you can shoot straight. I'll let you borrow it. Try it out before we go into battle. Thế này là Half Bow. Quà tặng từ Lord Nagai to. Now we buy the Sensei new student. Aim for that lamp closest to us. À đây chứ. Ôi dồi ôi, damn it. Now the one further down the road. On the left. Not bad. Let's see if you can hit the one furthest away. How does it feel? Like it was made for me. It wasn't. So take good care of it. So it take care. Let's go. Có vẻ như là cảm thấy nó như là được làm cho em. Nhưng mà ông thầy ông bảo là nó không phải. A bow like this would have helped at Komoda. It is a good bow. A victory is won by warriors, not weapons. You haven't seen the Mongols fire weapons. They have not yet won. Thế nó không có gì á? Mày bảo ta lên làm gì? Go to the sensei. Sensei đâu rồi? Đây này, sensei đây này. Đi nhìn lên. Nghiêm túc luôn em, hơi bị nhiều việc đấy. Chứ không phải chỉ ngồi trên núi mà... Mà Dương cũng bắn rùa như thầy đâu. Nên là thầy phải đi nhanh lên cho em. À, ok. Nên nó có cái yếu tố mà kiểu điều tra. Là nhìn xem cái... This spot is perfect. Tất cả cái gì cũng chơi cái hoàn hảo. You always charge into battle with your hakama half tied. You have a better idea. Patience, Sakai. The Mongols will send men to find their missing patrol. When they open the gates, we strike. The longer we delay, the longer Tomoe remains in danger. She can take care of herself. Survey the battlefield. What can we use to our advantage? Đây, cái này là cái gì? Barrels could do some damage. We'll find out. Đuốc à? Those hanging lights will kick up sparks.
And start fires. Thế là mình bắn mấy cái lửa nhỉ? They have many archers. They're skilled, but we are better. Hornet nests. One shot could stir them up. The Mongols will face the sting of insects and arrows. Nhưng mà mưa này có lại có ong à? When the gates open, distract the enemy and rain arrows on their heads. Then we storm the fort and free Tomoe. Good. Now we wait. Mình sẽ đợi bọn Mông Cổ đi ra, mình phải wait for my signal. The arrow là full rồi này. Là mình có mấy cái 8 phi phát à? Mình có thể mình bắn bằng cái này. Để mấy cái thuốc nổ ngay giữa đường. Mẹ không biết thằng nào quản lý và thông minh phết nhỉ. Get ready. Now, send them to their ancestors. Nó cháy ra cái chỗ kia này. Bắn ông thầy. Chết mẹ ơi. Bắn ông vào lưng người lão này. There are more inside. Not for long. Let's find Tomoe. Yeah, mình phải đi xuống này. Đi xuống, đi xuống. Supply. Nên là cái supply này rất là quan trọng. Nên là nó có cái ong đây ra. Từ để em đi lút đồ. Thầy đợi em tí. Toàn arrow thôi à? Chán nhỉ. Bắt đầu đi ra đây. Ui. Ui. Ui, chết mẹ luôn này. Tôi bỏ mẹ rồi. Đợi. Ôi, cái phần khó này nó chém đau thật đấy. Cái này tờ Tsushima, ok. Cái này lốt nhanh quá nhỉ. Chưa cần phải PS5 mà lốt nhanh này. Không này. Yeah.
Leader Killer. Đánh thầy của ta. Sensei. Ui ui. Chó này. Thứ ở trong này nó cũng có hàng này. Mình thấy mình lấy cung thì mình... Lần đầu tiên là mình chơi với thằng cầm chày to đấy. Ô đừng bảo học mẹ học trò của thầy thành sắc chết rồi nhé. Tied up, killed with arrows. Tomoe isn't. Wait, this pendant belongs to her. Search the fort. Search the fort. Giết hết người. Hả? Bấm nhầm nhỉ? A scroll. Archery terms with Mongolian translations. Your name is mentioned. She was teaching them my way of the bow. Ồ, con này nó dạy cách nó bắn cung cho bọn Mông Cổ à? Mẹ cần chó thì phải dạy mẹ cách bắn cung cho bọn Mông Cổ. Bọn Mông Cổ này bắn cung thì cưỡi ngựa là bắn cung luôn. Kiểu anh cứ làm như là bí kíp lắm ấy nhỉ. Chung là mình không phải là kiểu bắn cung là nó không phải cần technique. Nhưng mà chắc mình nghĩ là cái bọn này nó nghĩ là nó xâm lược cái bọn Nhật này là nó nghĩ là nó, chắc là mình nghĩ là nó phải thừa kỹ năng để nó bắn cung ấy nhỉ. Rồi thế mà. Nhưng là chắc mình nghĩ là nó có nhiều cách để chúng ta thâm nhập nhỉ. Nhưng chẳng có gì. Áo của học trò. Personal quarters. A woman's kimono. Tomoe's kimono. The Mongols freed her. Why? Thì con này nó dạy cái bọn này bắn cung. Damn it. Là ông thấy ông cứ lo xa quá. Trên thực tế là nó ở đây thoải mái. Nó có khu riêng của nó. Nó dạy cái bọn này bắn cung. Dạy kiểu là chiêu thức bắn cung bí truyền của thầy. Là pháo á. These arrows are Japanese. They're Tomoe's arrows. You are sure? I taught her to make the knock with deer horn and that curve of the eagle feathers. So the Mongols took her weapons? The shots are tightly clustered. No Mongol shoots Japanese arrows with such skill. Huh. Then they allowed her to use a bow. Oh. Do you hear that? A survivor. Wait. Ngoài bên này. Đâu? Ở đây này. We're looking for a woman, an archer. The Mongols caged her with us. But they set her free. Gave her armor and a bow. She killed my wife. Oh? And the others. The bodies we found. She proved her skill to the enemy. And they recruited her. Nên con này phản bội thật. It hurts. Don't leave me. No. Đừng bảo mình phải giết ông này nhỉ. I've seen enough. Là chết. Ôi, học trò lão này phản bội lão đấy thật à? Sensei. Tomoe won her freedom. She joined the Mongols. Why would she do that? Thầy bình tĩnh nào. I pushed her too hard. Pushed her how? What are you hiding? Thầy đã làm gì nó? Sensei. Thầy đã làm gì em ấy mà em phải
I demand an answer. She attacked me. Oh. Not bandits. Thế là cái con học trò này nó tấn công này. She has no idea what it means to be samurai. You drove her to the Mongols. Do not judge me. Do not lie to me. I can't let Tomoe teach my way of the bow to the enemy. And we will stop her. Bằng cái phở em này. This is my fight. I don't need your Danny. Life. No, you need me. Victory is won by warriors, not weapons. Lord Shimura raised you well. We'll hunt Tomoe together, but we do it my way. And when the time comes, you will help rescue my uncle. You have my word, Sakai. I will prepare to hunt Tomoe. When you are ready, meet me at my dojo. We can't rescue my uncle alone. I need more people to join our fight. Fine lady Masako Adachi. Masako Adachi. She's still alive. She's one of the finest warriors on the island. Lại phải đi tìm thanh niên khác. Mình muốn thay bộ đồ này ngay lập tức rồi. The Tale of Sensei Ishikawa. Rescue Sensei Ishikawa. Đây là mình xong cái quest này. Technic Point. Cho Legend Grow đấy. Huyền thoại đã. Bây giờ là Wandering Samurai. Là màu nó dài hơn. They are everywhere. In a fight, they will surround me like wolves. I need to find new methods to keep them at bay. Anh này lại văn này. Ui. New Go Weapon Unlock. Cái ném kunai, ném phi tiêu, ném R1. Need some staggering. A well-balanced blade I can throw to catch a foe by surprise. Anh này chơi kiểu ninja. Evolving tactic. Tầm này là mẹ vứt bỏ hết mấy cái kiểu samurai, kiểu là mấy cái nguyên tắc samurai vớ vẩn. Mẹ phải chơi ném kunai rồi kiểu chơi bom này các kiểu. Thế là anh này bây giờ thành kiểu là chơi ninja mẹ này chứ không phải. Assassin này là cái đấy là mấy kỹ năng cơ bản nó mới này, mình màu vàng này. Đây là concentrate này. Thì bắn nó chuẩn hơn. Dừng thời gian đấy. Safe landing, kiểu superhero landing nhỉ. Lộn này. Fire hearing này. Stand up straight after success. We are not in and open them. Ô, oh, cái này ngon. Cái này là mình có how to buy. R2 to equip. Stand off. Mình muốn là cái thách thức chém. Ở đâu? Câu chuyện của samurai. The Journal. The Jin Journal. The Tale of this. The Sea Tsushima. Other Side of Honor. Mino Legend Increase. Mino Steel Charm. Someone mentioned seeing someone alive in Kashin. But Ikomodo, I need to find who's here. Investigate the area. Cái chỗ này là Komoda Beach. Mr. Ishikawa Atit Dojo. Cái này là mình làm rồi ấy. À không, cái này làm rồi đúng không? The Ballad of the Glass. The Ronin Attire. The Warrior Coast này. Ơ, thì cái này chưa làm à? Đây này, đúng không? Cái này chưa làm rồi. He asked to meet him at dojo so he can call him and to check the data. Nên là cái này là nó vẫn tiếp tục cái quest nhỉ? Làm sensei này.
Mình có thể mình tiếp tục cái quest của cái chị ở đâu? Đây là cái quest khác à? Lady Masako. Golden Temple này. Nhưng còn cái quest này là nó mãi tiếp tận này. Như này, cái quest mà Blood of the Grass này vẫn là thuộc về cái Jin Journey này. Brock Smith là cái anh trai của cái con kia này. Là hình như bây giờ là ông thầy ông bảo mình gặp ông ấy chỗ ok, chắc mình dừng để tập đây tí, mình sẽ quay lại mình chơi tiếp ấy. Nói chung là mình sẽ giữ cái tập nó ngắn này, các bạn tiện theo dõi về cái nội dung. Để chúng ta, mình chắc chắn là game này còn rất là nhiều quest ấy. Như thế để các bạn tiện theo dõi. Và nó cũng hy vọng là các bạn nó theo dõi nó dễ dàng hơn. Mình cũng không muốn chơi là tầm 2-3 tiếng một phát. Như thế thì nghe phải hơi quá tải một tí nhé. Và nó mình cảm thấy nó hơi bị lõa ấy. Nên là hy vọng là mình chơi ngắn thì các bạn dễ theo dõi được cái nội dung. Ok, mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác. Mình sẽ quay lại rất là sớm đấy. Mình chơi tiếp.